tháo được mà sợ nó xì ra với lại nó nó phải nhốt ra nó lại chứ bộ, chứ đâu phải là mình dặn không đâu. Mày đi ăn mày có lát chỉ chưa? Tôi cũng đi ăn mà, lát chỉ chưa? Tôi em cũng đâu có nấu cơm gì đâu. Trời ơi, đừng có lo mấy cái đó, cái đó nhẹ nhàng lắm, đừng lo, nhẹ lòng thôi, hít thở thôi. Mày em mày cái CD để lại chỗ cũ luôn đó mày. Mai mới về. Mai nhốt luôn hả? Nhốt luôn.
Xong để thẳng bên kia luôn ạ, à, bên kia thẳng luôn. Từ nhà mình chạy về đó. Để bên đây luôn nè. Để bên này hả? Chứ thẳng. Đây ngồi nó rách cái lớp trên. Ơi gãy sống dưới. Rồi đi vô vẻ nha. Hút nước ngoài rồi không? Đem phục hồi cho tôi.
vàng hết, làm theo đâu là màu vàng nha. Tiền lại tôi mua màu. Cái lụa cái gì phải có tiền mới có tôi mua màu. Tiền là tất cả phải không? Đúng đúng đúng, đúng 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 đúng. Không có tiền không. Đúng rồi. Rồi mở đi. Đây nè, nước giờ ngập cái phao luôn rồi nè. Cho nó lên tới bồn luôn đi. Cho lên tới bồn luôn. Ờ, mà họ không ngắt là do cái phao đúng không? Chứ giờ còn lý do gì nữa đâu. Có nước chảy đúng không? Cho nó chảy vào tới nắp đi rồi coi bỏ xuống rồi nó ngắt. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nước mạnh chứ bộ. Mạnh lắm chứ. Áp lực nước là mạnh lắm á. Áp lực nó mạnh. Chứ kêu mà do áp lực nước là không đúng. Cho đầy tới bồn luôn mà thả cái phao xuống mà không vô cái phao chứ còn lý do gì ở đâu. Chị ơi, có gì kiểm dưới đó vậy quăng cho em cộng cái.
cột cái phao nó cao lên chút. Cứ đưa đây đưa đi. Có dây điện không? Qua đây qua. Sợ nước nó rỉ lắm. Đảo cái CB điện đi luôn ơi. Keo ron, keo ron. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đó là không gặp ổng á. Bắt vô nước lôn ngược nè. Diễn hài thì ok ha. Mình đừng có làm điện hay là sơn hồ gì đó. Để mùa sớm thích diễn hài nè. À, đúng ra là anh Kiệt mà diễn hài là hay á, hợp lý. Vui không? Vui. Có điện anh. Cái gì hả? Có điện à. Chờ 15 phút nữa. Ê, để em lại phòng kế bên phải không? Có điện để em làm cái gì không? Hả? Gì? À, được rồi, để nói anh Kiệt. Đây luôn, đây chính là nhân vật mà em cần phải đưa đến. Mấy lâu nay em giấu ảnh đi đâu, anh tên gì anh? Anh tên gì anh? Em nói thiệt, anh tên gì ấy? Em nói nghiêm túc. Anh nói, em nói thiệt. À, em nói thiệt. Không tin anh hỏi mấy anh thợ sơn coi hồi sáng tới giờ một ngày trời chưa xong cái vụ bóng đẹp đúng không anh? Đúng rồi. Mà tội nghiệp người ta, em không có nói tên cái người kia nhưng mà không đúng chuyên môn người ta, tội nghiệp người ta chứ anh ha. Đúng rồi. Bắt người ta không chuyên môn người ta làm lâu. Mà ông này nè, em nói thiệt coi, ông này ông tới 10 phút, ổng không tắt CB nha. Và ổng đi lại cái đèn trắng với cái đèn led chung một cái ô cắm luôn được. Là được hiểu anh không? Ổng giờ lại đúng luôn á. Ý anh nói là ảnh vô ảnh có nghề đó, ảnh mò mò ảnh làm nhanh, mình không có nghề mình làm lâu lắm. Ảnh mò chuyên nghiệp. Ảnh mò chuyên nghiệp. Trời ơi mà ảnh làm nhẹ nhàng nó không có gì căng thẳng được á, anh em mình ai cũng vui á. Mà không đúng chuyên môn mình ngồi mình mò luôn, lâu thấy mò luôn. Rồi giờ không vấn anh thợ sơn nè, anh thấy trời ơi. Tôi là tôi không ngại camera đâu.
Dạ. Sao như vậy? Không, nhưng mà thấy anh này anh vô có vẻ nhanh gọn, rất rẻ ha. Đúng, gọn gàng. Phải chuyên môn mới được chứ. Mà anh em mình không cần phải ngắt điện ảnh hưởng tới công việc của anh em đúng không? Đúng. Phải đúng chuyên môn. Phải đúng chuyên môn. Đúng chuyên môn. Ảnh làm ảnh cười, cái ảnh cười vui lắm kìa. Còn người tiền nhiệm. Người tiền nhiệm có vẻ không được vui vẻ không bạo bọ. Không dẫn vào đây luôn, dẫn vào đây luôn. Sao anh thấy ảnh đóng xong mấy coi cái đèn mà không ảnh hưởng tới nguồn điện của anh, sao cảm giác như thế nào? Không có dướng gì hết. Không có dướng gì hết đúng không? Đã, mà ai cũng vui đúng không? Vui. Không có căng thẳng, mệt mỏi gì hết. Đúng rồi, nó đúng chuyên môn á, tao làm anh vui. Đó, nãy đường cấp máy viên á. Kính thưa quý vị, chúng tôi có một cái tình trạng, đó là chúng tôi dời cái bồn cầu từ vị trí A sang vị trí B. Và sau đó chúng tôi gắn cái bàn cầu vô, và bây giờ nó không có thông, nước nó bị động lại đúng không? Và bây giờ chúng tôi sẽ làm một cái công tác là mình sẽ lập gạch lên đúng không em? Dạ. Lập gạch lên và cái kiểm tra coi cái hệ thống đường ống mới mình đấu với đường ống cũ như thế nào, đúng không em? Dạ. Dạ, yeah, sau đó chúng tôi sẽ, bây giờ chúng tôi chưa đưa ra kết luận gì hết. Nhưng mà chúng tôi muốn phỏng vấn hai anh thợ sơn. Chúng tôi muốn hai anh cho biết cái quan điểm và ý kiến của hai anh trước khi chúng tôi điều tra. Yeah. Ý kiến của anh sao, ý kiến của tôi vậy đó. Ý kiến của tôi vậy đúng không? Rồi, cảm ơn hai anh đã tham gia buổi phỏng vấn này. Và chúc hai anh có một buổi chiều làm việc thật là vui vẻ. Và hai anh tập trung sơn thôi nha. Đừng có đụng cái điện ha. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhật ký của nhà ngày thứ 12, ngày thứ 12 chúng ta phát sinh, đó là cần phải cái hầm phân hủy đúng không? Hầm phân hủy hầm vệ sinh chúng ta có đây, chúng ta đã tìm được cái hầm rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình chưa biết đây là hầm số 1, số 2, số 3 đúng không anh Tuấn ha? Nhưng mà cái hiện tượng của nó là nước nó đầy anh Tuấn, vậy là nó đầy hầm đúng không? Đầy hầm. Nhưng mà mình phải xử lý ngay cái gốc ngọn, chứ mình cứ thọt mấy cây là không đúng cái nguyên nhân là cái nhất. Cái thứ hai là nếu như mình hút mà mình hút không đúng cái vị trí hầm cũng không đúng luôn. Nó có hầm 1, hầm 2, hầm 3 gì đó. Mình hút mà hút cái hầm nước không đúng một thời gian bị nữa. Dạ, nén lên nó cũng bị nè, nén lên lúc nó cũng bị nè, tại cái hàng đã đầy rồi, nó chưa đúng rồi. Nó không có nước được. Bây giờ là chúng ta đang xử lý là tận gốc luôn á. Đúng không chú? Chú hai, chú này chú mấy, chú này chú thứ mấy, chú thứ mấy? Chú thứ mười. Chú mười, ổng cười là ok rồi đó. Làm việc đừng phải cười nha. Cái này là nó tới hai, nó chắc nó phải ba hầm chứ. Em nghĩ là 3 ngàn á anh Tuấn. 3 ngàn. Đơn giản mà, nó đã nè, rồi gặp cái hầm liền mà trước anh phải gặp nó Tuấn ơi. Thì đó. Chỉ thêm nói đúng không chị? Dạ. Mà thấy anh tiên liệu đúng hết cả mọi thứ không? Em ngồi uống cà phê ở đây rồi cuối giờ em coi những lời nói của anh sẽ thành sự thật. Sáng nay theo dự tính và suy đoán của tôi là sáng nay anh Tuấn sẽ mò ra cái hầm và anh Tuấn sẽ đấu chế tạo thêm một cái hầm mới, và chiều nay là anh Tuấn sẽ lắp lại và hoàn thành luôn cả trong bên đây. Đó là theo dự tính của tôi. Ủa, đấu vô được rồi hả?
Giờ chúng ta đang đào một cái đường hầm. Từ cái hầm ra cái hố gà đúng không anh Tấn? Ở đây nè, ở đây là em nói với anh Tấn là ồ, năm ngoái cũng có ông thợ tên Tuấn luôn, ông làm cái hố gà này nha. Tuấn lớn, Tuấn già, nay Tuấn trẻ gà đào. Tuấn râu. Ê, em có thằng bạn tên Tuấn râu luôn. Nó làm thợ, Tuấn nó cũng kỹ lắm. Tuấn râu, em nói thiệt á. Bạn em học lớp 12 tên Tuấn râu. Đang đào một cái để ra cái ấy này không Tuấn? Đây cái vị trí này. Đây cái hố. À, chỉ đại diện đi. Thôi, em biết nói gì đâu. Sau khi 2 tiếng chúng ta khui cái hầm lên thì chúng ta đã phát hiện ra được một điều là cái hầm này là cái hầm tự quỷ, đúng không Tuấn? Là họ xây theo cấu trúc là cái hầm này nó có 2 ngăn. Đây. Không, em phải quay từ trong cái toilet thì ra trước. Đấy, vô đây. Đây chính là cái ống xả của bồn cầu, đúng không chị? Ống xả có bồn cầu, đúng rồi. Bồn cầu, nhưng mà bây giờ mình về có bồn cầu gì hôm nay rồi. Nhưng mà ý mình nói một điều là cái ống xả này nó sẽ đi ra cái hầm. Rồi quay tiếp cái hầm, quay lại cái hầm. Rồi mày đi cẩn thận chứ chị. Đây, cái hầm. Thì cái hầm nguyên tắc nó là sẽ có 2 ngăn. Ngăn đầu tiên là nó sẽ giữ phân và những cái chất thải sinh hoạt của mình là lắng xuống. Sang ngăn thứ hai là nó trữ nước. Mà không biết cái hầm này nó xây làm sao mà sau khi trữ nước xong rồi nước nó thấm xuống đất luôn. Đúng không? Không biết nó xây kiểu gì mà sau khi trữ nước rồi nước nó thấm xuống đất luôn. Đến một lúc nó không thể thấm xuống đất được nữa thì nó dội ngược vô cái bồn cầu của mình. Nên là bây giờ mình tìm cái giải pháp. Một là mình không có đi cầu nữa. Nhưng mà đối với bác vậy thì láo quá. Chẳng khác nào cấm đi cầu. Mà cấm đi cầu là một cái hình thức mà khó lắm, đúng không anh trai? Nếu mà cấm đi cầu được, đúng không? Mình cho ăn mà không cho đi đĩa thì cái luật như vậy kỳ quá, đúng không em trai? Thì bây giờ mình chọn giải pháp thứ hai là mình sẽ từ cái khu vực này mình đấu một cái đường ống mà nước nó ra cái ống ra và nó chạy thẳng ra cái hệ thống xả của đó. Đây giờ mày đó. Là bây giờ mình giải quyết triệt để luôn á các bạn về cái vấn đề mà bị tắc nghẽn cầu cống. Nhưng mà nó không phải tắc nghẽn ở nằm cái chỗ cái bồn cầu của mình mà là do cái hệ thống ngầm như này nè. Rồi, lát nữa mình quay cái cảnh mà hoàn thành ra quay để chia sẻ với các bạn một cái vài kinh nghiệm để khi mà mình sửa nhà hoặc là mình có ý định mà mình làm lại nền thì mình cũng nên kiểm tra kỹ các cái hệ thống mà đi ở bên dưới cái nền của mình, đặc biệt là hệ thống thoát nước, mà quan trọng nhất là thoát nước từ trong khu vực sàn tắm nhà vệ sinh xa cái hầm á, mình xử lý tốt cái đó. Tại vì nếu mình không xử lý tốt cái đó thì mình lát gạch nền rất là đẹp rồi, sau đó mình phải lật hết tất cả cái nền lên như các bạn thấy này đó, phải lật cái gạch 60 này lên nè, rồi lật luôn cái gạch toilet mà mới vừa hoàn thành xong nè. Và tại vì mình phải xử lý cái hệ thống thoát nước, tại vì trước đó mình không chịu xử lý. Các bạn nhớ để lưu ý nha, mình sẽ xử lý từng bước một. Bước căn bản là cái bước hệ thống và cấp thoát nước, mà hệ thống thoát nước là quan trọng nhất. Sau đó là mình mới lên lớp nền, lớp hồ nền, rồi sau đó mới là đi gọi là trang trí nội thất về gạch men để mình đỡ mất công tất cả cái không. Ok, cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đấu một cái ống nước từ cái hầm này dài ra cái kia và mình tạo cái hố ga ngoài kia, đúng không Tuấn? Đó, để mình biết mốt mình có sửa chữa gì đó mình lại đi đó, mình có hệ thống bản vẽ bằng video call. Lúc đầu là mình tính đấu một cái ống từ đây ra cái hố ga gần cái máy giặt nè, mà cái ống này nó cao quá, đào sao ra đây mà
cho nó giật thấp xuống đúng không chị? Dạ cho khí đàn nó bắn thấp xuống. Giật thấp xuống. Giật thấp xuống, lát giờ mình đấu cái ống mình ra đây xong rồi mình đấu trực tiếp vô cái ống để mà xả ra hệ thống thoát nước nhà mình đúng không? Ừ. Nhưng mà giờ mình kiếm cục sạc chứ ha. Phải kiếm cục sạc chứ. Mục đích mình sẽ nói gạt CB xuống đi chứ anh Tuấn nó hôi anh giận à. Anh khoan được, em làm đi. Em dặn ngược rồi. Đúng rồi. Cũng này ra nè. Dấp nhẹ thôi. Điện phải không? Đấy là do. Tài giải dứt được không? Dạ. Đứng ở góc độ này chúng tôi chỉ thấy... Trời ơi. Tính nói đứng ở góc độ này chúng tôi chỉ thấy... người thợ sơn nhưng không thấy được chân dung của anh ta. Đây gọi là nét đẹp lao động. Vừa nói xong anh ta đưa gương mặt vào camera, chứng tỏ anh ta là một người rất tham danh vọng. Một con người rất là tham danh vọng và sự nổi tiếng. Tôi đang nghi ngờ anh ta là một trong những fan của Đàm Vĩnh Hưng. Thấy tôi đưa camera là anh ta đang sơn, đưa cái mặt vô camera liền. Đưa liền, auto. Sẽ nhậu để mà ăn mừng khối lượng công việc của công trình cải tạo nhà của MC Hữu Tài hay gọi là anh Tài Chim ở 367 xuyên 18 Bà Điều Bình Lĩnh đã hoàn thành. Ok, giới thiệu các bạn Lân nè. Lân là đại diện của An công ty xây dựng An Bảo Khang đúng không? Chào các bạn. Lân là làm việc rất là tận tâm và nhiệt tình và chu đáo. Các bạn có nhu cầu gì mà liên quan đến sửa chữa hoặc là xây mới nhà cửa hoặc là biệt thự nhà phố gì thì là Tài sẽ giới thiệu Luân cho các bạn ha. Đây, Trí cũng rất là dễ thương. Trí là nhân viên của Luân. Nè, còn đây là Mồi. Mồi mua ở Phan Rang. Ông lão bay, cô chính Phan Rang, cô chính Phan Rang. Thôi bây giờ anh em chúng tôi nhậu nha. Rồi một lát nữa có gì kết quả mình nhậu ai sẽ trước thì mình quay clip mình gửi cho khán giả coi ha. Ok, bye bye.